không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Chúng tôi chào tái ngộ quý vị và các bạn. Phần 3 của chương trình hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một bài tin mừng rất là phong phú để nhắc nhớ cho chúng ta lời mời gọi của Chúa là các con hãy bước theo Thầy để Thầy sẽ làm cho các con trở nên những kẻ trải lưới người như lưới cá. Sông nghèo nàn, chẳng tìm ai cao sang, có thế gia hay khôn ngoan. Lòng người chỉ ước muốn con bước đi cùng người. Lạy Chúa, Ngài đã đến yêu thương gọi mời, khi gọi tên Chúa thăm lên nụ cười, bỏ lại sâu đời phiêu lãng trên con thuyền này, con nguyện xin được cương quyết bước theo Thầy. Chúa xem như bạn hiền, gọi con ra khơi với tâm lưới mang yêu thương, để con trong thế giới luôn sống như bạn hiền. Lạy Chúa, Ngài đã đến yêu thương gọi mời, khi gọi tên con đôi mắt Chúa thắm lên nụ cười, lại sâu lưng đời phiêu lãng trên con thuyền này, con nguyện xin được cương quyết bước theo Thầy. Lạy Chúa, Ngài đã đến yêu thương gọi mời, khi gọi tên con đôi mắt Chúa thắm lên nụ cười, lại sau lưng đời phiêu lãng trên con thuyền này, con nguyện xin được cương quyết bước theo Thầy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bài hát nói đến cái nghề của các ông tông đồ, một số tông đồ. Vì sinh sống ở trên vùng biển Hồ Galilee, đó là vùng phía Bắc của xứ Palestine, thì các ông làm nghề chạy lưới, không chơi danh. Ở Việt Nam của chúng ta thì rất là nhiều sông nước, rất là nhiều bờ biển, thì cho nên đa số dân chúng cũng làm nghề chạy lưới rất nhiều. Nói đến cái nghề này thì chắc quý vị và các bạn, những cái người mà đánh cá thì chắc rành hơn tôi. Tôi chỉ là học đánh cá, câu cá, nhưng mà hình như ít bắt được cá lắm. Vâng, quý những ông bà, anh chị em ở vùng Vũng Tàu, Phước Đồng Tỉnh, Hương, Bến Đá, Bến Đá, Hải Phòng, vân vân, là những người rất quen với cái việc chài lưới, đánh cá. Thì cũng rồi chính... sang Mỹ rồi sao? Sang Mỹ thì có vùng nào? Louisiana. Vâng. Đúng rồi. Santa Barbara giáo xứ này. Rồi, New Orleans. Thì cũng chính vì vậy mà rất nhiều các ông, các anh ở những vùng biển bên Việt Nam đã sang đây. Nói chung thì cái tên thánh của quý vị hay con cháu quý vị là Phêrô rất là nhiều. Phêrô rất là nhiều sau Thánh Giuse. Vâng. Thì ra đa số họ là những người ở vùng đánh cá. Vâng.
có cái làng ngoài Bắc là cả một cái làng lấy tên Thánh Phêrô cho danh, hay là Thánh Giuse cũng rất nổi tiếng, còn Thánh Phaolô như tôi thì hình như hơi hiếm hoi chút xíu. Nhưng mà chúng ta phải biết là mỗi một người, như bài hát có nói, Chúa đều gọi một cái tên đặc biệt. Cho nên những anh chị em tân tòng sau khi đã qua một cái thời gian chuẩn bị rất là dài, và một cái thời gian chính thức là ít nhất là 7 tháng, mà trước đó là một cái sự suy niệm tìm hiểu nữa, để họ đi vào, quyết định đi vào việc tham dự vào đời sống Công giáo, trở thành người Công giáo qua các bí tích thánh tẩy, rước lễ thêm sức vào 3 tuần trước đó, thì họ cũng suy nghĩ, được mời gọi để suy nghĩ ra một cái hình ảnh của một ông thánh nào đó, bà thánh nào đó, một cái tên thánh nào đó mà họ yêu quý, để rồi khi rửa tội đó, họ nhận lấy cái tên đó là tên thánh bổn mạng cho mình. Và nó nối liền với cái tên của chúng ta được cha mẹ đặt ra để làm gì? Để hy vọng cái vị thánh này sẽ cũng tiếp tục hấp dẫn và hướng dẫn mỗi người chúng ta, để cái tên của chúng ta hy vọng một ngày nào đó cũng là một cái tên thánh được ghi trên trời, như lời của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Chính vì thế mà một người trưởng thành rồi, các anh chị trưởng thành rồi đó, đến 18 tuổi trở lên rồi đó, thì chúng ta khi đặt chọn một tên vị thánh đó, chúng ta chọn cái vị thánh nào tương đối giống mình hoặc là mình thích. Vâng, như vậy nó ý nghĩa hơn. Còn người Việt Nam chúng ta, cha mẹ thì cứ suy nghĩ rất nhanh, đặt cho con là Maria cho nó chắc, bởi vì Đức Mẹ thì không ai bằng. Rồi Thánh Giuse là thánh cả mà, tức là trong kinh cầu Đức Bà sau Đức Mẹ là tới Thánh Giuse, rồi kế Thánh Giuse là Thánh Phêrô cầm chìa khóa nước thiên đàng mà. Nói chung là văn hóa Việt Nam chúng ta đó, kiểu gì cái gì cũng phải chọn cái gì mà nhất ngon. Còn Thánh Phaolô cầm kiếm không biết là cầm Thánh kiếm là cũng tuyệt vời. Thánh Phaolô là đối với tôi là Thánh Phaolô là the excellent Apostle. Thánh tuyệt hảo, ở cái ý nghĩa rất là bình thường, đó là đã được Chúa thanh tẩy và biến đổi để trở thành một con người và một cái công cụ vô cùng hữu hiệu cho công việc loan báo nước trời. Và vì thế mà Chúa mời gọi chúng ta cùng đi trên một cái cuộc hành trình, không chỉ riêng cho mỗi người chúng ta, không chỉ riêng cho cái công việc là tìm kiếm một nghề nghiệp nào cơm áo gạo tiền và làm sao cho thành công, làm sao cho nổi tiếng, làm sao cho phát đạt, gọi là an khang thịnh vượng trong gia đình. Nếu mà chúng ta đi tìm chỉ có điều đó thôi thì đối với người Công giáo có đủ chưa cha Danh? Vâng, chắc chắn là không đủ. Chúng ta được mời gọi sống người sống bằng đức tin. We walk by faith. Chúng ta được mời gọi rằng sống bằng lời Chúa. Người ta sống không nên bởi cơm bởi bánh, nhưng bởi lời Đức Chúa Trời phán ra. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì được sống đời đời. Vâng. Tức là đời sống chúng ta rất là tâm linh, rất là hướng thượng, và những gì chúng ta nói và làm bây giờ, những điều tốt lành trong đức tin, đức mến sẽ đi với chúng ta mãi mãi. Vâng. Vâng. Và vì thế mà bài đọc tin mừng của Chủ nhật ngày hôm nay, chúng ta thấy đi từ chương cuối của tin mừng Gioan, chương 21, có một cái trình thuật về Chúa Giêsu đã hiện ra. Khi các ông quay trở về với cái nghề cũ của mình, các ông không biết là làm gì, chỉ nghe nói, rồi các bà nói rằng ngôi mộ đã trống, xác thầy Giê-xu đã bị lấy cắp rồi, không biết là để ở đâu, và cũng nghe là Chúa hiện ra và không biết là tin như thế nào. Thì cái biến cố Chúa hiện ra cho các tông đồ, đặc biệt là trong cái bài hôm nay, để chứng thực rằng quyền năng của Thiên Chúa đã lôi kéo các ông ra khỏi cuộc đời thường của mình, mặc dù là các ông vẫn làm những cái nghề nghiệp cũ á, nhưng mà lôi kéo các ông phải có một cái điều gì tốt đẹp hơn nữa, chứ không chỉ là cái nghề của mình. Vì thế mà hình ảnh đầu tiên trong cái chương này đó, thì chúng ta thấy là 7 ông có đặt tên, 7 ông tông đồ có tên tuổi đàng hoàng trong cái phúc âm này, đang đi đánh cá với nhau, thì có 2 thuyền, phải không ạ? Và đánh suốt đêm mà lại chả được con cá nào. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng, những người đánh cá cứ tưởng tượng đi suốt cả một đêm, thức suốt cả một đêm,
trên thuyền to gió lớn, sóng gió dập dìu như vậy, không được con cá nào, thì người của chúng ta nó mệt như thế nào, đúng không ạ? Bỏ công bỏ sức ra mà phải ít nhất bắt được một chút xíu gì đó thì máy ra nó an ủi, đi về nó còn vui vẻ, đúng không? Lần này là tâm trạng rất là mệt mỏi và buồn sầu, rồi lý tưởng cũng không còn nữa, thì Chúa lại hiện ra ngay lúc đó, ngay lúc các ông thất vọng não nề đen tối trong cuộc đời. Và Chúa ngồi trên bãi biển mà hỏi các ông, anh em có gì ăn không? Chúa lại đến, Chúa hỏi anh em có gì ăn không? Rồi Chúa lại nói, ok thôi, bây giờ chưa có cá, hãy thả lưới bên tay phải mạn thuyền. Cái từ là thả lưới bên phải nó có cái tính biểu tượng gì không chứ anh? Thì Chúa nói thả lưới bên phải là tượng trưng cho tốt đẹp, là cái lẽ phải, chân lý. Và các ông đã làm theo lời của Chúa, và rồi bắt được nhiều cá, phép lạ xảy ra. Thì chúng ta học được những bài học rất là to lớn trong cái câu chuyện này. Đó là đã gặp gỡ Chúa rồi, không được trở lại cuộc sống quá bình thường, mà phải làm cái gì đó liên quan đến cái ơn phục sinh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đó, thì chúng ta thấy các tông đồ trở về công việc bình thường thì cũng tốt rồi. Nhưng mà trong cái công việc bình thường trải lưới đánh cá ấy, Chúa mời gọi các ông tin tưởng nơi Chúa, rao giảng lời Chúa, làm chứng cho Chúa. Thì chúng ta cũng vậy. Sau khi đã đi tham dự thánh lễ, sau khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, sau khi cầu nguyện, thì phải trở về, phải nói và làm những gì liên quan đến đức tin, sống động, mang Chúa đến cho người khác, giống Chúa. Đó, thưa quý vị, tôi thấy Chúa gọi các tông đồ qua cái nghề rất là thịnh hành và bình thường thời đó, đó là nghề đánh cá. Thì Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta trong tất cả mọi công ăn việc làm, từ móng tay hớt tóc, từ bán nhà hàng, bán thức ăn, từ làm trong mo, làm trong tiệm, hay làm y tá, làm bác sĩ, phục vụ, vân vân. Tất cả mọi người chúng ta đều phải thể hiện đức tin của mình trong cái sự tử tế, rao giảng, dĩ nhiên bằng cái sự tử tế, đức ái của mình, để rồi cái ơn phục sinh được thể hiện từ chúng ta mà lan ra. Vâng, và đặc biệt là những người có quyền hành, chẳng hạn những người làm chủ, những người làm manager, những người làm leader, những người làm boss, phải có một cái viễn tượng lớn như thế, để không chỉ là chúng ta sai người này khiến người kia, nhưng mà hãy yêu thương họ, và đặc biệt là lôi kéo họ về đến với lòng thương xót của Chúa, đến với cái ân sủng đặc biệt mà chúng ta đã lãnh nhận qua phép thánh tẩy, cho mỗi người chúng ta thăng hoa hơn trong cái công việc, trong cái nghề nghiệp hàng ngày của chúng ta. Đó là luôn luôn có ý hướng xin Chúa thánh hóa công việc của mình và lôi kéo những người khác đến bằng chính gương sáng của mình, sống cho thật là đẹp lòng Chúa và cho những người khác. Và cái câu mà Chúa Giêsu là một người coi như là trước mặt các tông đồ là người mà không có kinh nghiệm đánh cá bằng các ông. Ai mà có kinh nghiệm đánh cá bằng Phêrô và các tông đồ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng hãy thả lưới bên phải, tức là hôm qua và hôm nay các ông đã thả lưới bên trái nhiều quá rồi, thì hôm nay thả lưới bên phải thì bắt được cá. Câu nói của Chúa đó, nó chỉ là đức tin. Các ông nghe theo và tin Chúa thì phép lạ sẽ xảy ra. Ước chi trong cuộc đời chúng ta hãy thực hiện theo lời Chúa dạy, thì chúng ta sẽ có phép lạ trong cuộc đời. Dù rằng lời Chúa nói với chúng ta đôi khi khó tin, khó nghe, nhưng mà làm theo lời Chúa đi thì sẽ có cá tràn trề, cá tâm linh, cá nuôi linh hồn chúng ta trong cuộc sống. Câu 3. Ôi, Ngài cần đến nay còn nhọc nhằn, để nuôi muôn muôn nơi có những tháng năm an vui. Người mong con tiến bước luôn mến thương cuộc đời. Lạy Chúa đến như thương gọi mời, khi gọi tên con đôi mắt Chúa thắm lên nụ cười. Bỏ lại sau lưng đời phiêu lãng trên con thuyền này, con nguyện xin được cương quyết bước theo Thầy. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
như đã có Chúa vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn và xin hẹn lại chúng ta trong Chúa Nhật tuần tới. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen.